Chị dâu, chị dâu ơi, dậy đi, dậy đi. Em nấu bát cháo gà, chị ăn đi cho nóng. Giời ạ, dậy ăn đi. Từ hôm qua đến hôm nay, chị đã ăn uống gì đâu? Thôi, tôi không ăn đâu. Cô bảo anh cô đừng hành hạ tôi nữa. Hành hạ cái gì? Anh em ấy là chiều chị nhất trên đời rồi. Làm quan được tí bổng lộc nào về, vun vén đưa hết cho vợ, chăm lo cho gia đình nhà vợ, chị còn đòi hỏi cái gì nữa? Cô chẳng biết gì cả. Nay là 30 Tết rồi mà anh cô bắt tôi đi Tết người ta đây này. Sao có một cái chuyện như thế mà chị cũng không hiểu nhỉ? Làm quan muốn thăng quan tiến chức thì phải đi Tết quan trên, mà chồng vắng thì vợ đi thay. Có cái gì đâu mà chị cũng kêu khổ. Nhưng cô có biết anh cô bắt tôi mang quà Tết cho quan là cái gì không? Quà Tết anh em chuẩn bị hết rồi. Quà vừa thì quan vừa, quà to quan to, quà nhớn quan nhớn, quà nào quan đấy, chị không phải lo. Cái quà này anh cô không chuẩn bị được. Anh cô không có. Chả có quà gì mà anh em không có cả. Có tiền ý là có hết. Anh em quà gì cũng mua được. Chị bảo quà gì anh em không có. Cô Nghĩa, cô có biết quà là cái gì không? Cái gì? Là cái này này. Ôi trời ơi! Chị ơi, anh em bắt chị mang quà ấy đi Tết quan á? Phải. Anh em bắt chị mang quà đi Tết quan thật á? Phải. Bây giờ người ta chỉ thích có mỗi cái quà này thôi. Ôi giời ơi! Mà quà này có ăn được đâu mà đem Tết quan trên nhỉ? Hồn! Ôi giời ơi! Cô Nghĩa! Lại đây chị bảo. Chị ơi! Chị bảo gì em? Lại đây, ngồi đây chị bảo. Chị bảo gì cũng được. Nhưng đừng bảo em đi Tết quan trên đấy nhá. Ngồi xuống đi. Này, chị đã sắm cho cô 2 bộ quần áo mới. Đẹp lắm. Tết đến mà diện nhá. Chị dâu chiều em thế chứ. Thì tôi thương cô mà. Ngần này tuổi đầu, chả chồng con gì cả. 38 tuổi rồi đấy. 38 đâu? Người ta mới có 37. Ôi dồi ôi. 37 tuổi Tây là 38 tuổi ta rồi. Già rồi. Ừ thì 38. Lạ gì cái giọng điệu của ông bà nữa. Chị bắt con này lấy chồng rồi. Thế cứ ngồi xuống không nói chuyện được à? Kìa đứng kìa trông rồi. Con gái con đứa. Tôi hỏi cô này, thế tại sao cô không lấy chồng nào? Đây không thích. Ô, biết bao nhiêu là mối tốt, hợp với nhà mình, gọi là môn đăng hộ đối đấy. Thế tại sao cô không chịu lấy? Tôi thì thiếu gì dai theo. Dai theo cả đàn ấy. Nhưng mà tôi không thích lấy chồng thôi. Tôi với ai đấy? Chị bảo này, chị dâu em chồng, có cái gì cô tâm sự với chị, chị biết còn chia sẻ với cô. Chứ giấu trong người làm gì? Hả? Tại sao không lấy chồng nào? Em cũng chả giấu chị nữa. Lấy chồng ấy, em chỉ sợ đúng một điều thôi.
Cô sợ cái gì? Chị cứ tưởng tượng thế này nhá. Cái đêm tân hôn, sau khi uống xong chén rượu hợp cẩn. Rượu hợp cẩn ngon. Ngon hay không không biết. Lúc đấy hơi men ngà ngà say rồi. Trong phòng chỉ còn đúng hai đứa. Sao? Rồi cái thân gái liễu yếu đào tơ như thế này, bị nó đâm, nó đụng, nó giằng, nó xé, nó vẽ, nó vờ. Ôi giời ơi, còn gì gọi là đời hoa nữa. Ôi giời. Cô Nghĩa ơi, thế là cô không biết cái gì rồi. Rồi à, 38 tuổi đầu mà không biết gì cả. Biết gì? Thích lắm. Thích lắm ý. Chị bảo này, sau khi uống chén rượu hợp cẩn là còn có hai người trong phòng thôi, đúng không? Mà nó chỉ cần đụng một cái thôi là chân tay mình bùn rùn hết cả xác rồi. Rồi mình bay nhá. Bay, bay, bay lên. Bay lên như là tiên ý. Thích lắm cơ mà. Chị bảo. Em ơi, nói đây chị bảo. Chút nữa anh về, chị sẽ nói với anh. Thế xong rồi cô nhận lời nhá. Đi Tết quan thay chị nhá. Chị ơi, thế đi Tết quan, quan có đụng mình không? Chắc chắn rồi. Ôi trời ơi! Chị ơi, chị ơi! Ô, cái gì mà sao đấy? Thế thì em chịu rồi. Em không đi Tết quan đâu. Cô Nghĩa! Cô Nghĩa! Chị ơi, anh em về. Chung chăn, chung chăn. Nằm im nhá. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ. Dậy thôi. Ngủ suốt thôi. Giờ này vẫn ngủ. Sẽ có một giấc ngủ dài. Dậy đi. Dậy xem cái mặt đẹp, mặt quý của vợ tôi nào đấy. Mở ra cái xinh lắm. Dậy đi. Dậy. Nào, có việc gì nào? Việc gì? Cậu lại hỏi tôi việc gì? Cái việc đi Tết qua nên là tôi không đi đâu. Sao lại không đi? Ôi giời ơi, việc thầy đình mà lại không đi. Dậy chuẩn bị đi. Tôi đã chuẩn bị hết rồi đây này. Đi mua sắm cho mợ mấy cái áo tân thời đẹp lắm, mặc vào để đi Tết quan. Tôi đã hứa với người ta rồi. Nhá. Tôi đau đầu lắm. Tôi chóng mặt. Cậu ơi, tôi ốm nặng rồi. Ốm cũng phải cố thôi. Cố thôi. Không đi không được. Ôi Tết rồi. Gì mà Tết quan. Ôi thôi chết, hiểu. Không đi là hỏng hết tất cả đấy. Đi đâu. Hả? Mà ơi, không đi là không được đâu. Việc này là việc không được. Mợ này, cái thằng này ấy, thằng quan pháp, nó biết mợ rồi. Mợ gặp nó mấy lần rồi. Mà nó cứ đích danh là phải mợ đến chúc Tết cơ. Thế mà khổ chứ đấy. Chứ nó thích mấy cái con khác ấy thì. Tôi chỉ bỏ ra có 2 cái đồng tiền Đông Dương thôi. Là thôi một đàn luôn, một động luôn. Mông tròn trắng mẩy, thiếu gì. Mẹ cha nó để cứ thích vợ mình lên, cứ chứ để nhục thế chứ. Mà nó biết mợ rồi, nó gặp mợ gặp nó mấy lần rồi. Uất quá, nhục quá cơ. Cậu thôi đi. Cậu làm sao thế? Sao cậu làm được cái việc này? Tôi không đi đâu. Tôi nhục nhã lắm, cậu ơi. Cậu ơi, tôi với cậu đầu gối tay ấp 10 năm rồi. Bây giờ cậu bắt tôi làm quà để đi Tết cho người ta. Nhục lắm cậu ơi. Cậu ơi, nghĩ gì khi xuân đã về? Gió đông lạnh lẽo
con buồn vương trốn phong thế. Hai ta chung bóng mười năm, hai ta chăn gối mười năm. Bây giờ làm ra như thế, sắc hương hoa phai tàn, tình ta bé bàng. Cậu ơi, quan Tây, quan Pháp kể người ta, quan ta, quan lớn mặc người ta. Tôi đường đường đã xuất gia, có con có chồng, cậu ơi thấu lòng. Cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, bất kể một cái việc gì khác tôi cũng chiều theo ý cậu ngay, cậu cũng biết mà. Nhưng cái việc này thì không. Đừng bắt tôi đi, nhà cửa còn bề bề việc ra như thế này. Chiều 30 Tết, tôi còn chưa nấu được cái mâm cơm cúng cho gia hồn. Tôi chưa làm được một cái gì cậu ạ. À, tôi xin cậu. Không cần, không cần, không cần phải nấu nướng gì cả. Tôi lo hết. Mà cứ đi lên trên đi. 6, 7, 8 giờ, rồi đến 11, 12 giờ. Kể cả mợ ăn với nó cả đêm hôm đấy đi. Không có vấn đề gì cả. Tôi ở nhà, tôi lo hết. Tôi làm đĩa dầu với chén nước trắng cúng chay các cụ. Không cần. Tôi đã hứa với người ta rồi. Người cái chân đây, nói thế mà nghe được. Tôi nhục quý. Nhục? Sao ngày nào cũng làm với chồng 2-3 lần mà sao không thấy nhục? Chả ai như cậu. Dại lắm. Hứa gì chả hứa. Lại hứa là vợ mình đi lên Tết cho quan. Ê, 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 cái đấy để cho thằng Tây. Ui, rồi à, cứ Tây Tây thôi. Kệ thằng Tây, tôi không đi. Nhà cái thói đời ở đâu này, không có cái nề nếp ra tránh. Chồng cứ nói một là vợ nói ba. Ê, thế mới tải trên này, nhà này, gà mái gáy ấy, nhà tôi là gà mái gáy mà. Cái giống mà gà mái gáy ấy, là nhà có ma, là có điềm dở. Không có cái lời thủa nhà ai chồng với một vợ nói ba. Không có cái nề nếp ra tránh gì cả. Mợ, mợ phải thương tôi. Mợ phải hiểu cho tôi. Tôi mà không được thăng quan tiến chức ấy, cái năm nay ấy, sang năm tới nữa ấy, thì không biết là cái dòng họ nó đảo lộn lung tung như thế nào. Mợ phải biết rằng tất cả tôi làm những cái công việc này là để lo cho mợ, lo cho các con. Mợ là mợ không có biết nghĩ gì cả. Con người là không có biết nghĩ, không biết suy nghĩ. Tôi biết nghĩ, tôi hiểu hết. Nhưng việc này tôi không làm được ấy. Cậu ơi, tôi là vợ cậu mà. Tôi là vợ. Ôi trời ơi, vợ ông nói mà. Chồng ơi, mà vợ không có nghe áo. Trời ơi, có nghe không? Tôi xin cậu. Ôi trời. Tôi xin cậu. Mợ ơi, thôi nhá. Chỉ làm một lần này thôi. Một lần thôi. Vợ là vợ yêu dấu, hãy cố nghe tôi một lần. Việc quan khó khăn muôn phần, nên tôi van nài. Hứa với quan trên rồi, lẽ nào sai ngôn ý à. Là nguyện cho mình thăng tiến bước đường mây quan lớn.
lớn được vui lòng, ta mới được bình an. Chiều trong một lần đi. Mợ này, mà đi 20 phút thôi xong lại về đây với tôi. Thằng này quan này chắc chỉ 5-6 phút. Mà đi 5-6 phút thôi xong lại về đây với tôi. Được không? 1 phút tôi cũng không đi. Ồ. Này mợ này, mợ ơi, cái việc này là tôi không có muốn ép mợ. Quà Tết là nó phải vui vẻ thì nó phải vui vẻ thì quà Tết nó mới lên đỉnh được. Nó mới đỉnh được nhá. Tôi không có muốn ép mợ. Cậu, thật đấy, tôi không đi được đâu. Tôi xin cậu, bây giờ thế này này. Thế nào? Cậu cho tôi ở nhà hôm nay. Ôi giời. Tôi làm một mâm cơm thịnh soạn. Tôi cúng tổ tiên, cúng các cụ. Còn 3 ngày Tết cơ mà. Cậu bảo tôi đi mùng 1, mùng 2, mùng 3 gì cũng được. Tôi đi. Còn hôm nay cho tôi ở nhà. Này cứ nói mãi này, cúng là nghề của tôi rồi. Mà không phải lo cúng, việc của đàn ông. Hiểu không? Không có phải lo cúng gì cả. Đi xong thì về, không có lo cúng nữa bái gì à? Mợ có đi không? Có đi không? Ngày Tết không có mâm cơm cho các cụ, tôi còn mặt mũi nào nhìn tổ tiên. Ôi trời ơi, ngày Tết quà Tết đi là phải đi trước Tết mới gọi là quà Tết. Chứ đi sau Tết thì đâu có gọi là quà Tết. Quà Tết phải đi trước Tết mới gọi là quà Tết. Đi sau Tết đâu có gọi là quà Tết. Có đi không? Ôi trời ơi, nó cứ ở cái sụt xịt đấy. Ôi trời đất ơi. Không nói vợ không nghe. Mình nói vợ người nghe đi, có người sợ. Nói vợ không nghe. Ôi trời ơi, sao để đâu mà thế này. Cậu vừa đấm vào mặt mình đấy. Trời trừng phạt cậu đấy. Trời quả báo cậu đấy. Quả báo. Cậu không có cái người chồng nào lại bắt vợ mình đi làm cái việc ấy bao giờ. Có đi không? Không đi. Tao mày đi rồi. Thằng Tây đến rồi. Tây đến rồi à? Đến rồi. Đâu? Tên lắm. Tên gì? Không biết có phải quan Tây không, nhưng mà tên như cột nhà cháy. À, Tây đen. Tên cái cụ mày đi ra mọi chỗ nào, con này con điên con nghĩa. Bảo nó vào luôn đây. Mày đứng dậy thay quần áo vào nhanh khẩn trương đi. Không nói lằng nhằng tao chết không thuyết phục mày nữa. Mày phải đi được, hôm nay tao quất bỏ mày. Hôm nay tao điên rồi, tao điên cấp 6 rồi đây, tao giết con này hôm nay. Tôi đi mà. Vì sao cánh đắng như thế này? Cay đắng dâng đầy trong lòng mặt. Một lời này là câu xin, lòng tôi tan nát tới bời. Ai hỏi ai có hiểu có hay. Mà ơi tôi cũng đã hết lời, sao cứ trơ lệ không chịu đi. Giờ vào giờ xoan thật mau, cười tươi chớ có u sầu. Đi có nhanh mới được về nhanh. Mày có đi không? Mày cứ đứng làm vòng ở đấy mãi à? Mày có đi không? Ông bóp cổ mày luôn. Để tao đưa mày vào. Vào. Tôi vào thay đồ. Cậu vào làm gì? Tao vào tao xem trước, còn để cho thằng Tây xem sau. Đi. Ôi giời ơi. Mày đã đến đây nào? Trời đất ơi, trời đất gì ở đây? Trời ơi. Anh cả ơi, quan Tây vào đến cửa rồi. Mời vào. Bông rúa.
Tây của các đi đầy chất kiêu kỵ. Vâng rửa. Please sit down. Mời ngồi. Please sit down. Hô là là. Ngồi. Ngồi ngồi. Ngồi. Này. Đợi tí nhá. Nhìn cái gì mà ghê thế? Có hiểu tiếng Việt không? Hiểu được. Nói được. Nghe được. À. Ồ, ở Việt Nam gọi hai quả này là hai quả dứa. Vừa mới gặp mà đã định sàm sỡ rồi. Đích thì dừa, gọi là hai quả bưởi. Hai quả bưởi. Quả bưởi mềm hơn quả dừa, nhưng ta trông thấy của mày nó cứng như quả dừa. Ta có cả cảm nhận như vậy. À là đẹp. Đẹp lắm. Cái này người ta gọi là thắt đáy lưng đấm. Ở Việt Nam có câu châm ngôn là gái một con trồng ngọn còn mắt, gái hai con vu dắt cả quần. Ô là lá mù à? Thông anh à, nhìn người ta thế này mà gái hai con à? Đây á còn nguyên, gọi là Trinh Nguyên. Chưa một lần lấy chồng. Ô là chưa một lần lấy chồng. Còn Trinh Nguyên. Tốt lắm. Ô là. Mày có thích tao không? Để nghĩ đã. Nghĩ xong chưa? Này cột nhà cháy ơi, em hỏi này, thế có cưới cưới? Không cười. Không, cưới hỏi đàng hoàng không? Là, hiểu rồi, cưới xin đàng hoàng mà. Đúng rồi. Tao đã thích ai là tao cưới xin đàng hoàng. Không như thằng quan của tao. Kén xong nó nhẹ ra luôn. Sáng hôm sau, nhìn thấy nó coi như không biết gì. Nhưng với tao, tao kiến sống, tao nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thế rồi tao lại chén tiếng. Là, mày có thích tao không? Này, nếu mà cưới hỏi đàng hoàng ấy, Thì cưới đàng hoàng. Là cưới nhá. Đẹp lắm. Đẹp mà. Người ăn đồng như mày tao chưa thấy đứa nào đẹp như bỏ mày. Bỏ người ta ra. Bỏ người ta ra. Chưa gì đã ôm người ta rồi. Làm người ta thích. Là. Bỏ ra. Thích rồi đấy. Này, con kia. Sao lại ngồi vào lòng cái thằng đếm nhẹn với kia? Hả? Thế chúng mày định đi như chợ ngày chợ đêm ở đây đó à? Hả? Bonjour Messi, bonjour Cara, bác sĩ. Mày vừa bảo ai đen nhẹm. Đen cái mà cu mày. Dân tộc tao nó thế. Không được phân biệt. Thế cái này có trắng không? Trắng. Mày vừa bảo ai đen cái mà cú mày. Thế quà Tết của qua đâu? Quà Tết của qua? Quà Tết của qua đây có phải không? Quà Tết ở trong nhà, đang tắm rửa xong rồi sẽ ra chào. Ô tắm làm gì, tắm hương đồng gió nội, tắm xong nó lại bày đi ít nhiều. Này, hả? Mày có muốn thăng quan tiến chức không? Ôi giời ơi, riêng thăng quan tiến chức thì tôi nghiện rồi. Này, thế thì đưa lên làm quà Tết thì quan sơ được mấy tiếng? Quan tao, người như con cá ngựa,
Nhưng nó mà đã dùng quà Tết tầm 2 tiếng rưỡi. Hai tiếng rưỡi nó quần thì này tôi hỏi thế 2 tiếng rưỡi thì đổi lại cái chức vụ của tôi thì thăng được mấy ngày được thăng 2 chức rưỡi 40-50 à? Thế thì cũng được. Thế ngoài ra này muốn thăng nữa có được không? Được. Làm thế nào? Bây giờ mày cho tao con này, mày sẽ được thăng lên 3 cấp rưỡi. Cho ngay. Này, nhưng mà tao nhìn này tao đoán có mấy... Vì sức khỏe nó có mấy vấn đề đấy. Sẽ không đáp ứng được với con kia đâu, con kia nó khỏe lắm. Không có là rất rãi chảy ra đấy, đứng chờ tao tí nhé. Cho tao con này, bảo cưới hỏi đàng hoàng. Cưới hỏi đàng hoàng? Ghét. Này, đấy vào tao có thấy giật 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 thế này này, xương khớp có vẻ kém. Cái này là cái gì? Cốt thái vương. Ồ, cốt thái vương có nghĩa là vương. Xương khớp tốt, khỏe. Ồ, rất tốt, xương khớp thảo thi thoảng nó lọc cọc. Lọc cọc không này ngã xuống một cái này cứ tưởng cứ bảo này đứa nào nó du tao. Cái này được. Cái này này, cái mắt là da thì đen thì khỏe nhưng cái mắt vàng. Vàng như nghệ. Ít thận vương, thận kém, thận kém là không đáp ứng được con kia đâu. Ô, thế thận mày có kém không? Không, thận kém là cứ đi tiểu rất cả đêm ấy, chả ngủ nghe thì toàn đi thôi. Thế thì tao uống cái này cũng rất hợp. Quá tốt, đấy thế nhá, uống này cho cả cái đấy cả thuốc mang về uống nhá. Em dê. Em dê là em. Em dê. Được, thôi bây giờ thế này, mày không phải biếu quà Tết nữa. Quan lớn của tao về Paris rồi. Tốt quá. Mọi quyền hành ở cái dinh thự này tao quyết định hết. Cho tao con này là được lắm rồi. Mang đi ngay à, mang đi. Ôi là là. Về thôi. Cột nhà cháy mà. Này, còn cái này nữa này, còn cái này này, thuốc này. Đây, không về tôi gần em tôi là cứ ho. Mày về còn ăn Tết mới sao dạ. Ôi trời ơi. Vợ ơi là vợ ơi, mợ ơi không phải đi làm quà Tết nữa rồi. Ôi trời ơi, mợ ơi là Ông hay, ta bảo ông vợ không phải đi làm quà Tết nữa thì xách túi đi đâu? Không phải làm quà Tết nữa, nhưng tôi vẫn đi. Đi đâu? Tôi đi con đường của tôi. Mợ, tôi xin mợ, mợ hiểu cho tôi. Tôi xin mợ, tôi lại mợ, mợ hiểu cho tôi. Tôi lại mợ. Mợ hiểu cho tôi sai rồi. Mợ, con lạy mợ. Cậu bảo tôi không phải đi làm quà Tết nữa. Vâng. Nhưng tôi vẫn đi. Tôi đi con đường của tôi. Mợ. Mình ơi. Mình ơi. Mười năm qua biết bao nhiêu tuổi buồn cay đắng. Tôi biết mà. Từ lúc trắng tay hai đứa vẫn cùng nhau. Tới lúc đề huề thì cơn cớ bởi vì đâu? Vì đời đen bạc hay lòng người say lạc? Ôi danh vọng quyền uy làm cho người ta đổi khác. Thế đấy là lần cuối đau thương tôi thầm gọi câu
má cứ lạy mà. Má yêu cho con. Tiếng gọi thân quen nghẹn nghẹn lúc tuyết tình. Mười năm em giữ lệ giá sau vẫn chưa vỡ hiền tròn bốn phần làm sâu. Vâng. Còn cậu, cậu có nhìn thấy gì nữa đâu? Cậu chỉ thấy có tiền, rồi cậu lo thăng quan, tiến chức. Cậu đã quên rồi cái thời cơ cực, thiếu thốn trước sau mà ta vẫn mặn nồng. Cậu có nhớ tôi sinh cho cậu mấy đứa con không? Con sống có, mà những đứa con không được sinh ra làm người cũng có. Con ơi. Thì cậu cứ sống với những gì khao khát, ở lại nơi này còn tôi sẽ ra đi. Mở tha cho tôi. Mà đi thật à? Ô mà tôi đi thật à? Mà ơi, ôi đi thật rồi á, à? Mà ơi. Ôi rồi thôi đi thật rồi. Ôi thế nào đi thật rồi. Còn cái gì nữa rồi? Còn có mỗi mấy bước chân. Ôi giời, bây giờ mới hiểu. Muộn rồi. Đời người sống kiếp mơ vô thường, sống nay mai thác thì có ai lường được chăng? Thiên tài danh lợi giàu sang mà trở về cát bụi thì có ai mang được gì? Và ôi danh vọng quyền uy đã làm cho người ta đổi khác. Thế đấy là lần cuối đau thương tôi thầm gọi câu mình. Mình tiếng gọi thân quen nghẹn nghẹn lúc tuyết tình. Mười năm em giữ lệ giá sao vẫn chưa